chúng ta cùng đến với bàn phím hát. Bàn phím hát B Q1206 USB zin hàng Mỹ nha. Trời. Nhiều sản xuất tại Argentina. Đây là bàn phím. Có cái mới mà nó bình thường còn chạy cái đó. Bất tiện nó không đâu. Nói gì? Dương có cái mới mà cho cái làm gì vậy? Đây là đang kết nối với lại cổng máy tính. Máy tính nhạc cũng không. Cái bò 1206 nha. Rồi, cảm ơn. Đây, bản tin rõ rất sớm.